Sau đây, giai đoạn nắng đầu mùa, các tỉnh miền Bắc sẽ đối mặt với đợt mưa dông tương đối lớn kể từ ngày hôm nay. Trong mưa dông dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan gây nguy hiểm. Tại Nam Bộ cũng đang có mưa trái mùa trong những ngày đầu này. Chịu tác động của không khí lạnh yếu và vùng hội tụ gió từ Thượng Lào sang, từ đêm qua đến nay, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Cạn và Phú Thọ xuất hiện mưa dông. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 3 tháng 4 đến 13 giờ ngày hôm nay ở Bắc Quang, Hà Giang là 63mm, Minh Đài, Phú Thọ 58mm, Bắc Yên, Sơn La 48mm, Hà Nội tối qua cũng có mưa rào. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đêm nay và ngày mai vùng hội tụ gió vẫn hoạt động mạnh. Các tỉnh Tây Bắc tiếp tục có mưa to với lượng phổ biến từ 40-80mm. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang mưa rất to, khoảng từ 100-150mm trong 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo, đợt mưa ở miền núi phía Bắc sẽ kéo dài đến hết ngày 5 tháng 4, thời tiết mát mẻ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ trong những ngày qua cũng liên tiếp có mưa trái mùa, xua tan nóng bức, đặc biệt có những cơn mưa to bất thường hiếm gặp vào thời điểm đầu tháng 4. Cơ quan khí tượng cho biết khu vực này sẽ còn có mưa trái mùa trong những ngày tới. Tuy nhiên, người dân cần đề phòng dông lốc, sét và gió giật mạnh.